សួស្តីលោកមេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិធីសែនព្រេងក៏ដូចជាពិធីដាក់ទូកងួរនៃវត្តប៊ុនមុំថ្មីនេះនេះថ្ងៃនេះលោកមេឃើញបងប្អូនក្រុមកីឡាយើងមានការរៀបចំយ៉ាងណាដែរបាទលោកមេថ្ងៃនេះដែលត្រូវជាថ្ងៃអាទិត្យទី 9 កើតខែកដិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី 25 ខែតុលាជាថ្ងៃដែលកំណត់ដាក់ទូកវត្តថ្មីចុះ ហើយពិសេសគឺថាការដែលដាក់ទូកចុះហ្នឹងក៏ឃើញថាទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ដូនតាពីមុនហ្នឹងមកគាត់មានការរៀបចំបួងសំរងសែនមានលេងភ្លេងដើម្បីថ្វាយប្រពឹសការអញ្ចឹងហើយក្នុងនោះគឺថាមាន
bong bún chấm nấu nướng cò chơi mò nướng vàng co co hay khinh tha tuốt nướng cò đòi phê nó bị lia nướng ngon cùng bún nướng đặt cho hai lẩu tuốt cò đặt cho đò tự hơi hay còn nướng khinh tha bong bún cầm cây la để vung hạt thì mà hai mò hay nướng á lẩu nướng cò khinh mò cục nè tao ngó miền phải chỉ cao sấp nè khinh tha đẹp đá của miền ca ri ri hay nướng miền ca vừa chặt tục đặt off pi sản phẩm tập hẹp làm bây hào thà chui sầm cung cày là thu quạt buồn bấm bạc ba hay ca sự kiện khơi nha bong bồn trong cày là dương á men ban đặt thu cho hơi men ca sờ bài chất rung phước dạng là đấy luôn mẹ đặt thu cho hơi là lẩu nó người ta thu của cho đo tự hơi hay chia bị xe cái ta lẩu trong cày là thu và tặng off nó á cứ thà chỉ riêng rồi cho nam nó khơi tham yên hẹp xin cho nam ní cứ tham yên vàng cột cước cột phèn chen mạnh năm hay cứ tha khinh tha chậm lo phải la tặng on nó cứ tha miên ca rụng phớp nồng chất hay nặc na còn hao tha tăng chất nồng miên là róm hao tha đi kề chậm con trua ôi quạt buồn mông rồi thằng bay nó miên chi chậm nẹt đây đây còn quan tay khẩn động ca để cày la con đi ca chanh khné chỉ ca thom mà đã còn quan tay nồi na còn đôi cứ tha tay cho tóc tay tay chọn vuốt chi chậm nẹt thằng on khné còn quan tay si son đâu lời ca để hao tha cầm lặng cai chất rứ ca hao tha ca hiệp chom bò bình đã tuốt này mui cho đẹp má cầm thanh ai chọn bàn chơi giùm mẹ thằng ó bạn bà chuyện chưa ó cứ luôn bé này bà cái đó trong mình chọn nên nhầm bát nó có xôm ở phía tôi chẳng có phục mẹ bằng ôn y ôm có để nấu bình đà khét rứ cao khét ở đây để nhầm bàn xong phê hơi ní cái tha tôi bay chia này dây tâu cả tha miền ca xóm rung rứ con mình xóm rung ở đây đôi chân ai cái tha dây ta phục mẹ y ôm có bàn vô đằng hơi đi tha cầm hố nó cất là anh tên thì nẹt vừa đi chẳng có nẹt nấu ăn phương chạy miền khô chẳng tế tôi bay chạy nhầm bát đây chia này dây tâu nước miền ca ខោស្គែមឆ្គួងត្រង់កន្លែងណាសូមពុកម៉ែអ៊ីអ៊ុំទាំងអស់ជួយគាំទ្រយូទូបីនេះផងបាទជួយគាំទ្រមកដល់យូទូបីវ៉ាន់ថាន់ថ្មីថ្មីទីវីបាទសូមអរគុណបាទជាងសូមអរគុណជាចុងក្រោយនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកម៉ែដែលមានថាពេលសម្ដីដែលផ្ដាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលបានតាមដាននៅបណ្ដាញ YouTube ฟังท่านថ្មីទីវីរបស់ខ្ញុំបាទនេះជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរឲ្យលោកមេសូមមានសុខភាពល្អបាទហើយជាចុងក្រោយនេះសូមប្រសិទ្ធពរឲ្យក្រុមបងប្អូនកីឡាតក្រឡាករនៃវត្តប៊ុនមុំថ្មីនេះតទៅប្រកួតប្រជែងនៅខេត្តសុខច្រាំងនេះបានទទួលជ័យជំនះខ្ពស់បាទសូមអរគុណបាទនេះជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភក្តិអស់នេះជាទិដ្ឋភាព ในพิธีเซ็นเตรงก็โดยเฉพาะพิธีดักขุนงัวจ๊อกในวัดบุญมุมหน่อยทำไมบ่ได้สถิตในภูมิไทยไว้ภูมิบันตังก็ทันทีข้าศึกจังบาทมีเกียรติตะเพียบพิธีเซ็นเตรงก็โดยเฉพาะดักขุนงัวเจ้าบาทมีเกียรติในเซ็นตีมาไปกลางเทดับนาทีวันละไพวัดบุญมุมหน่อยทำไมบ้านต้องเรื่องมาเต็มในจังหวัดก็บ้านทั่วพิธีเซ็นเตรงก็โดยเฉพาะดักขุนงัวเจ้าบาท